huy sa mê giác kha gan tháp ba na ga tít tan ta sang tí kê giang muni wara wa cha năng sa ta vô mê su nan tu tham ma sa va na ca lô dham pha đàn ta tham ma sa va na ca lô a dham pha đàn ta tham ma sa va na ca lô a dham pha đàn ta nam mô ta sa pha ga wa tô arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga wa tô arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga wa tô arahato samma sambuddha sa Itibiso Phagawa Arahang Samma Sambutho Wiccha Charana Sambanno Sugato Loka Widu Anuttaro Burisadam Masarati Satta Dewa Manusanang Butho Phagawati Sakkato Phagavata Dhammo Sanditiko Akkaliko Ehipaliko Obanasiko Bacchattang Veditabbo Vinyuhiti Supatibbanno Phagavato Sawakasangho Ucchupatibbanno Phagavato Sawakasangho Nyajapatibbanno Phagavato Sawakasangho Samichipatibbanno Phagavato Sawakasangho Zazidang chattari burisa yugani Te sa phagavato sa wakasangho ahuneyo pahuneyo dakkhineyo anchalikaraniyo anuttarang bunyakhetang lokasati vandami cheti yang sabbang sabbathane subhatiti tang ari ari katha tu maha buddhi buddha rubang sakalang sadam sambuddhe atta vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê bành cha sa ta ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham anh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp bê u bát đa về a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tô sam bu thê bành cha bành nhà sành cha cha tu quỳ sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha Sanina ma mi si ra sa a hằng tê sang tham anh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp bê u bát đa về a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tô Sambuddhe na buddharasate atta chattali sa saha sa ke vi sati sa ta saha sa ni na ma mi si ra sa a hằng te sang tham anh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp bê u bát đa về a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tô sắp bê sa ta a quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn
tuap ya baca hon tua ni kha hon tu di kha yu kha hon tua roga hon tu sambati hisami chan tu sukhi attanang pariharang tu dukkha patta chani dukkha patta chani phaya soka patta chani soka hon tu sab Baby bunny, no. Dạ, thưa sư, con đã tụng kinh lễ bái tam bảo tóm tắt xong rồi ạ. À, con xin xuống mic. Dạ, con kính tri ân đạo tràng. Dạ, sa thú, sa thú. Bây giờ mời một vị thọ tam quy ngũ giới nha. Mời ai đây? Hà, được không? 0420. Rồi, giơ tay nhanh nhanh lên, hết giờ rồi. Dạ. Dạ, con cảm ơn sư tâm. Dạ, con Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai. Dạ. Dạ, con kính lĩnh lễ sư thanh tâm. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin tất bật thọ tâm quy ngũ giới. Uka sát ma dành phần tề vi sùng rắc khá na thà gia ti sa ra nề na sa ha bành cha sì là ni già cha mắt du đi dầm bị ma dành phần tề vi sùng rắc khá na thà gia ti sa ra nề na sa ha bằng cha sĩ là ni già cha mắt ta ti dầm bị ma dành phần tề quy sùng rắc khá na thà gia ti sa ra nề na sa ha bằng cha sĩ là ni già cha mắt. Dạ, đạo tràng của chúng con trang nghiêm thanh tịnh kính xin sư thanh tâm quy ngũ giới ạ. Con xin trao mít lại. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Duti cham bi buddhang saranang gacchami. Duti cham bi dhammang saranang gacchami. Duti cham bi sanghang saranang gacchami. Tati cham bi buddhang saranang gacchami. Tati cham bi dhammang saranang gacchami. Tati cham bi sanghang saranang gacchami. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tudiyam bi buddhang saranang gacchami. Tudiyam bi dhammang saranang gacchami. Tudiyam bi sanghang saranang gacchami. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami. Tatiyam bi dhammang saranang gacchami. Tatiyam bi sanghang saranang gacchami. Ti saranagahanang paripunnang panati bata veramane sikha padang samadhiyami adinna dana veramane sikha padang samadhiyami kame sumicca chara veramane sikha padang samadhiyami
Musawada vera mani sikha padang samadhiyami sura me raja macha pama datana vera Dana ti pa ta we ra ma ni sik kha ba dang sa ma di ya mi adinna dana we ra ma ni sik kha ba dang sa ma di ya mi kame su mi cha cha ra we ra ma ni sik kha ba dang sa ma di ya mi musa wa da we ra ma ni sik kha ba dang sa ma di ya mi Sura miraya machappa ma dakha dveramani sikkhapadang Imani pancha sikkhapadanissa dukkhang katvam appamadena nicchakalang sammarakkhitappang Silena sugatin yanti, silena bhoga sampada, silena niputin yanti, tasma silang visotthaya. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Rồi, mời MC. Ama phần tê sa thức lành thai. Dạ con xin đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng luôn á. Uttamangena vande hăng ba da banh sung varuttamang bút thê yô kali tô đô sô bút thô kama tu tăng ma măng Uttamangena vande hăng Thammañca duhi thammaraṃ thamme yo kalito doso thammo kama tu tang mamang utamangena vandehaṃ saṅkhaṃ ca duhi thottamaṃ saṅgheyo kalito doso saṅkho kama tu tang mamang Một lần nữa, con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử, kính chào thầy Kinh. Bây giờ mời MC cầm mic nha. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính chào thầy Kinh và dạ, Nguyên Như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahmacaloka tipati sahambhati katang jali an thi warang ajajatha santi thasantam barajang kajati ka de se tu thammang anu kam bimang bajang santham ma phê rin quy nhà dân cha ca dân
Sua tăng a bần thăng a phi thầm mà chăm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đăng đăng ba bố tha này ye Pari sa ya man che Ewang sa ham bati brahma Saga wan tang aya cha tha Tuân hi pha quê na tăng bố thô Cà ruột nhé na thi hoa sa gia tan ha vua ta gia ba đê na ni ga đa yang ta tô ga tô ban cha quát gia đa vô nay dê a măng ba dê si tham ma tô ta tô ba phu ti sam bùa thô Anuna thamma desanang makha vasani desesi santanang antha sintakang te na satua yo phante desetu thamma desanang sambhaji tha parisaya anukambambi katawe nắc mô bút thà giá nắc mô thầm mà giá nắc mô sân khà giá con nguyên như con xin kính thỉnh thầy kinh có thể đăng đàn để dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp của ngày hôm nay thưa thầy và nguyên như con xin dâng bích lại cho thầy kinh ạ à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khai. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trong room và thân chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha? Ok. Kính thưa quý vị, hôm qua chúng ta học xong phần 10 14 sự xong ha. Hôm nay mình qua học bài mới, học về môn. Thì như vậy chúng ta học liên tục mỗi ngày cái pháp mình sẽ được tiến bộ rất là mau ha, niết bàn cũng tới sát bên luôn. Nếu mà quý vị mà có can đảm nữa là mỗi ngày mỗi học luôn, mỗi ngày không. Rồi, nó mời ta rồi, kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng cùng tất cả quý vị. Để trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Sa Sangho Sangkang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasattham Maganuttamang Apivariya Pasesang Apithammat Pasang Rahat. À, xin lỗi chưa từng tăng kính chào tất cả quý vị. Hỏi lớp muốn không muốn không muốn mai học tiếp can đảm thì mai học tiếp can đảm mốt học tiếp. Là không dám càng đảo học. Có một người hai người với mấy người kia chạy tên và ai ai học vô bài thử ra nha, vô bài thử đưa cái bông thử ai dám học mỗi ngày, ngày nào rảnh là học hết. Một người hai người. Giờ hết quyền người như Quỳnh à vậy đó, học hết hả rồi ngon vậy đó. Mình can đảm đi mình can học luôn à, quả dữ luôn. Rồi rất là xa thú à, xa thú với cái hạnh về, về thiếu học, cái hạnh thiếu học rất là xa thú.
Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước vào bài học mới, loa đó sang go, tức là môn, môn phối hợp. Thì trước khi vào, mời thư ký boss bài lên, mời tất cả quý vị thay phiên nhau lên tranh thủ đọc ha, để chúng ta có thì giờ để còn học nữa. Rồi, xin mời cô thư ký boss bài nha. Nam mô Bức Tha Giá, và con xin kính thỉnh sư Nguyên, sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để khai mạc bài đọc ngày hôm nay bạch sư, và Nguyên Như xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Rồi, mô Phật, sư xin đọc ạ. Đo rá sanh giá hồ, tất yếu về môn. Hình như chưa đưa lên mà. Rồi, đoạn 1, đo rá sanh giá hề, đo ra ní na má chắc hú đo rằng, sô tá đo rằng, gà ná đo rằng, chí và đò rằng cà giá đò rằng mano đò rằng cha tí chấp vi phá hoành tí. Trong tóm lược về môn có 6 loại là môn, nhĩ môn, tỷ tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Tathā chúc khú mê quá chắc khú đò rằng Tathā Sô so ta đa dô Sô so ta đòa ra đi ní Mano đòa rằng Bana Á hoàng rằng Á vút chát tí. Nơi đây chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn, vân vân, nhưng phá quan gá được gọi là ý môn. Tathā banh chá đòa ra qua cha ná chá khu quỳnh nhà ná xăm bát tít cha ná sành tì ra ná quốc thá ba ná ca mà quá cha ra cha qua ná ta tà lầm ba ná quá xề ná chá chá tà lì xá chích tà ní chá khu đòa rề gia tà ra hằng upa trần tí. Trong các loại tâm 46 loại phát sanh tùy trường hợp trong nhãn môn: A. ngũ môn hướng tâm, B. nhãn thức, C. tiếp thọ, D. suy đạt, E. xác định, F. động tốc thuộc dục giới, G. thập di. Rồi, suy nghĩ là sư đã đọc xong rồi, bây giờ mời vị kế tiếp nha. Một phần. À, alo alo ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ thầy kinh, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Ta thà bành cha đòa rà quách cha na sổ ta quỳnh nhà nà đi qua xề na sổ ta đòa rà đi subi cha cha tà lì xề qua phan nạ hoàn tị. Cùng thế ấy, do nhĩ môn và các môn khác 46 loại tâm phát sanh như ngũ môn hướng tâm, nhĩ thức, vân vân. Sắp ba thà bi bành cha đòa rề cha tu bành nhà sa chít tà ni cà mà qua cha rành ề hòa ti huề áp bà ni. Nên hiểu biết rằng trong mỗi lối vào ở năm cửa có 54 loại tâm thuộc dục giới. Mano đòa rề ba na mano đòa rà quách cha na bành cha bành nhà sa cha qua na ta đà làm ba na qua xề na sa ta sát
ti chi tà ni pha ni pha quần ti. Trong ý môn có 67 loại tâm phát sanh như ý môn hướng tâm, 55 đồng tấp và thập di. Ê cù na quỷ sa ti pa ti sành thi pha quần ga chú ti qua sề na đòa ra quy mu tà ni. 19 loại tâm như tục sinh, hộ kiếp và tâm tử không có môn. Dạ, con đã đọc xong ạ. Cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài. Con xin xuống mic. Mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn cho Nguyễn đã post bài. Đoạn 3. Tê su pa na ti pan cha huỳnh nhà nà ni chê wa ma hắc ga ta lô kut ta ra cha wa nà ni chà ti cha tình sa ya tha ra hằng e ka đoa ri ka chít ta ni na ma. Trong những loại phát sanh xuyên qua các môn, 36 loại tâm như ngũ môn thức, như ngũ song thức, những loại động tốc thiền và siêu thế, có một môn tùy trường hợp. Mano tha tút tí cằn ba na bành cha đoà rí cằn. Ba ý giới phát sanh do năm môn. Sukhasan tì ra na quốc tha ba na cà mà quá cha ra cha hòa nà ni cha đoà rí cha chít tà ni. Tâm quan sát liên hợp với thọ hỷ, tâm xác định và những động tác thuộc dục giới phát sanh qua sáu môn. Upekkha sahagata santi rana maha vibhaka nicca dwa vikka nicce va dwa ra vimutta nicca. Quan sát liên hợp với thọ xả và những tâm đại quả phát sanh, hoặc qua sáu môn hoặc không qua môn nào. Mahakata vipaka nidwara mimutta envati. Những tâm quả đáo đại phát sanh không do môn nào. Ekadwarikachitta nibanchadwararikanicha. Chadwa rika vimutta ni vimutta ni chapasappatha. Chatin satitha ti ni e katin sayatha thakkamang dasatha nawatha chati panchatha bariti ba ye. 36 loại tâm phát sanh qua một môn, 3 qua 5 môn, 31 qua 6 môn, 12 6 môn, 10 qua 6 hoặc không qua môn nào, 9 hoàn toàn không qua môn nào, tất cả có 5 đường lối được trình bày. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con có đọc sai, con kính mong thầy sửa. Dạ con kính cảm ơn thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cho Nguyễn đã post bài. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con mời, dạ em xin mời bàn tay chị Từ Mẫn ạ. Dạ nam mô Bố Thầy giá.
Con từ mẫn xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, Quỳnh Kinh. Kính chào ông Năm bà Năm cùng quý anh chị em trong đạo hữu, trong đạo tràng. Dạ cô cảm ơn cậu Nguyễn bót bài con. Đòa ra sằng ra hồ, toát yếu về môn. Đoạn 1. Đòa ra sằng ra hề, đòa ra ni na ma, chắc khu đòa ra, sổ ta đòa ra. Sổ ta đòa rằng, gà na đòa rằng, chiều hà đòa rằng, cả gia đòa rằng, ma nô đòa rằng, đòa rằng cha tích, chấp chấp pi tha ni pha hoàng tích trong số lược. Về môn có 6 loại là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, môn và ý môn. Tát tha các khu mê quá các khu đọa ra ta tha so ta đa dồ so ta đọa ra đi ni ma nô đọa ra na bằng ga ba vung cha ti. Nơi đây chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn, vân vân, nhưng tha quan gá được gọi là ý môn. Ta tha bàn cha đọa ra qua già qua già na các khu vinh nhà na sầm bắc sầm bắc tích cha na sẵn tì ra một tha ba na ba Kama wa cha ra ja wa na ta đà lăng ma na wa se na cha cha ta li sa chít ta ni các khu đọa rệ giác thà ra hu ôm ba dần ti. Trong các loại tâm 46 loại phát sanh tùy trường hợp trong nhãn môn, tùy trường hợp trong nhãn môn. A. Ngũ môn hướng tâm, B. Nhãn thức, C. Tiếp thọ, D. Suy đạt, Y. Xác định, F. Động tốc thuộc dục giới, G. Thập di. Dạ, con kính cảm ơn quý sư và quý đạo tràng. Con xin nhường mic cho người kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy á, dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào thầy kinh và con xin đọc đoạn 2. Dạ, cảm ơn Châu đã đăng bài. Tất thà bành cha đòa và quách cha na sổ ta đòa và thì su bi cha cha tà lì xề quá quá phá hoành thí. Cùng thế ấy do nhĩ môn và các môn khác 46 loại tâm phát sanh như ngũ môn hướng tâm nhĩ chạy đâu rồi tâm nhĩ nhĩ thức sắc ba thà đi bành cha đòa rề cha tu bành nhà sát chích tà ni cà mà quá cha rành ề quá ti huệ đi tát ba ni nên hiểu rằng mỗi nên hiểu rằng mỗi lối vào ở năm cửa có 54 loại tâm thuộc dục giới. Ma nô đà rề ba na ma nô đà rà quách cha na bành nhà sa sa cha wa na ta đà lầm ba na wa xề na sa ta sắc thi chích tà ni pha hoàn tích trong ý môn có
67 loại tâm phát sanh như ý môn hướng tâm, 55 động tốc và thập di. Ê cù na quỳ sa ti ba ti sàn, ti phá hoàn gác chú, ti hoa xề na đòa, ra quý mút tà ní. 19 loại tâm như tục sinh hộ kiếp và tâm tử không có môn. Dạ, Nguyên Như con xin đọc bài ạ. Tề su ba na duy bành cha huỳnh nhà nà ní chề quá má hắc gá tá lộ cút tá rá chá quá nà ní chà tí chắc tình sa giá thà rá hằng ề cá đòa đi cá chích tà ní nà má. Trong những loại phát sanh xuyên qua các môn, 36 loại tâm như ngũ song thức, những loại động tốc thiền và siêu thế có một môn tùy trường hợp. Mano thà tuất tí cằn bá ná bành cha đòa rí cằn. Ba ý giới phát sanh do năm môn. Su khá sanh tỳ ra ná quát tháp bá ná cà mà quá chá ra chá quá nà ní cha đòa rí cá chích tà ní. Tâm quan sát liên hợp với thọ hỷ, tâm xác định và những động tốc thuộc dục giới phát sanh qua sáu môn. U bách khà sa ha ga ta sành tỳ ra na ma hà quý bà cà ni cha đòa ri cà ni chề quá đòa ra quý mút tà ni chát. Quan sát liên hợp với thọ xả và những tâm đại quả phát sanh qua sáu môn hoặc không qua môn nào. Ma hát ga ta quý bà cà ni đòa ra quý mút tà nề hòa tí, những tâm quả đau đại phát sanh không do môn nào. Ê cá đòa rí cá chích tà ní bành chá đòa rí cà ní chá chá đòa rí cá quý mút tà ní quý mút tà ní chá sắp tá thà chá tình sa tí tá thà tỳ ní ê cá tình sa giá thắt cà mằng đá sát thà ná quá thà chà tí bành chá thà bá rí đì bá về. 36 loại tâm phát sanh qua một môn, 3 qua 5 môn, 31 qua 6 môn, 10 qua 6 hoặc không qua môn nào, 9 hoàn toàn không qua môn nào, tất cả có 5 đường lối được trình bày. Dạ, Nguyên Như đã đọc xong, Nguyên Như xin kính mời chư vị. Mình đọc nhanh một chút nha quý vị, gần tới giờ học rồi. Dạ, Sa Thú Nguyên Như xin kính mời đạo tràng ạ. Sa thú em cho Nguyễn post bài. Bây giờ tới Như Quỳnh nha em. Sa thú, sa thú. Con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con xin kính lễ chư tôn đức tăng, dạ con kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Đoà ra sằng ga hồ toát yếu về môn đoạn 1. Đoà ra sằng ga hề đoà ra ni na ma chắc khu đoà răng xô ta đoà răng ga na đoà răng chi hà đoà răng ca gia đoà răng ma nô đoà răng cha ti chấp bi tha ni pháp quăng tí. Trong tóm lược về môn có 6 loại là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Ta tha chắc khu mê quá chắc khu đoà răng ta tha sô ta đa dô sô ta đoà ra đi ni mát nô đoà răng pa na pha quăng găng pa quất cha ti. Nơi đây chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn, vân vân, nhưng phá quăng gá được gọi là ý môn.
Tathapan cha đoà ra quá cha na cha khu quỳnh nhà na sầm pa tích cha na sẵn tì ra na quát Tathapana ca mà quá cha ra cha quá na ta đà làm bao na quá xề na cha cha ta lì sa chi ta ni cha khu đoà rê gia thà ra hàng ấp ba chẳng tí. Trong các loại tâm, 46 loại phát sanh tùy trường hợp trong nhãn môn: a. ngũ môn hướng tâm, b. nhãn thức, c. tiếp thọ, d. suy đạt, e. xác định, f. động tốc, thuộc dục giới, g. thập di. Dạ con đã đọc xong mà có gì sai con xin thầy sửa lại dùm cho con kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Đa Tha Giá. Dạ con thấy đạo tràng không có ai đọc nữa. Nguyên Như xin đọc đoạn 2 rồi Nguyên Trang đọc đoạn 3 rồi mình bắt đầu học nha thưa thầy. Dạ sa thú ạ. À. Đoạn 2. Ta tha bành cha đoà ra quách cha na sô ta quỳnh nhà na đi quá xê na sô ta đoà ra đi su bí cha chấp ta lì xê quá phá hoành tí. Cùng thấy ấy do nhĩ môn và các môn khác. 46 loại tâm phát sanh như ngũ môn hướng tâm, nhĩ thức, vân vân. Sắp bá tha bí chân, bí bành chá đòa rề, chá tú bành nhà sát tích tà. Ní cà mà quá chá rành nhề, và tí huệ đi tắp bà ní. Nên hiểu biết rằng trong mỗi lối vào, ở năm cửa có 54 loại tâm thuộc dục giới. Má nô đòa rề bá ná má nô đòa rà quách chá ná bành chá bành nhà sách chá quá ná tá đà lầm bá ná quá xề ná sách tá sách thí chích tà ní phá hoành tí. Trong ý môn có 37 loại tâm phát sanh như ý môn hướng tâm, 55 động tốc và thập di. Ê cù ná quỳ sá tí bá tích sành thí phá hoành gá chiếu tí quá xề ná đòa ra quý mút tà ní. 19 loại tâm như tục sanh, hậu kiếp và tâm tử, không có môn. À, Châu ơi, em có đọc được không hay là em ở sở vậy em cho lớp tín hiệu nha Châu. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic ạ. Cái điện thoại mình nó sao? Nó có sponsor được không? Con xin phép qua bài chút xíu. Nam mô Bụt Đa Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn mọi người đã cho con biết tín hiệu. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 3. Tề su pa na tri pan cha huỳn nhà na ni chề qua ma hát ga ta lô cú ta ra cha qua nè ni chà ti chấp tiền sa gia thà ra hằng ề ca đoà ri ca chít tà ni nà má. Trong những loại
phát sanh xuyên qua các môn 36 loại tâm như ngũ sanh thức, những loại động tốc thiền và siêu thế có một môn tùy trường hợp. Mano tha tut tích càng panapan cha đoà rít càng. Ba ý giới phát sanh do năm môn. Su kha sàn tì ra ná quất tha pa ná cà mà quá chá ra cha qua nà ni cha đoà rít cá chít tà ní. Tâm quan sát liên hợp với thọ hỷ, tâm xác định và những động tốc thuộc dục giới phát sanh qua sáu môn. Upekha sahagata santi rana maha vipa ka nicha dva vika niche va dva ra vi mut ta nicha. Quan sát liên hợp với thọ xả và những tâm đại quả phát sanh hoặc qua sáu môn hoặc không qua môn nào. Mahagata vipa ka nidva ra vi mut tan e va ti, những tâm quả đáo đại phát sanh không do môn nào. Ê ca đoà rít ca chít tà ni pành cha đoà rít ca ni cha cha đoà rít ca quý mút tà ni quý mút tà ni cha sắp bá thà cha tiền sa tí bá thà tì ni ê ca tiền sa gia thắc ca mần đá sa thà na quá thà cha tí pành cha thà bá rí bì bá dề. 36 loại tâm phát sanh qua một môn, 3 qua 5 môn, 31 qua 6 môn, 10 qua 6 hoặc không qua môn nào, 9 hoàn toàn không qua môn nào. Tất cả có 5 lối được trình bày. Dạ, con đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nguyên Như đã thấy lớp đọc xong rồi, thưa thầy. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính mời thầy Kinh có thể giảng dạy cho chúng con buổi học ngày hôm nay. Dạ, Nguyên Như xin dâng mic lại cho thầy Kinh ạ. Sa thú. Đây là room mình đọc càng ngày càng chiến đấu ha. Đọc càng ngày càng giỏi. Rất là sa thú. Nay thấy gì đó gà gái rồi ung sùm Châu Nguyễn lên chùa Ngọc Đạt, hôm qua mới nói bỏ nhà lên chùa tu, nhưng nay Châu Nguyễn lên làm trước ha. Lên cạo đầu tu trước. Rồi. Rồi, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài mới ha, vô học bài về môn, tức là môn phối hợp đoà ra sàn gió hô môn phối hợp. Nhậu đạt rồi bạn. Môn phối hợp đoà ra sàn gió hô. Rồi, sẽ nghe mình ghi chữ đoà ra. Đoà ra có nghĩa là môn hay gọi là cửa. Đoà ra là môn, là cửa. Môn là cửa. Nó từ cái chữ đú, chữ đú. Đú có nghĩa là số 2, đú là 2. Là number 2, đú. 2, chữ A. Càng chữ A là đi ra, đi vào. Đi ra đi vào, tức là đi ra đi vào, hai cái vấn đề ha, là đi ra đi vào. Thì hai cái này, hai căn góc là rác lại thành chữ tòa ra, thì là môn là cửa, là đi ra đi vào. Thì như vậy chúng ta nên hiểu chữ tòa ra là môn, là cái chỗ mà mở cửa cho cảnh ngoài vô, hay là trong tâm nó hướng ra, vô ra thì kêu là tòa ra. Nó khác với vật, vật là cái chỗ để cho tâm lương, còn môn này là để cho cảnh nó vào và tâm nó từ đó nó hướng ra, kêu là môn. Rồi, xuống dòng phân loại môn.
là phân loại cửa đó, cửa phân loại môn. Có 6. Phân loại môn có 6. 1. Nhãn môn. 1 là nhãn môn. 2 là nhĩ môn. 3 là tỷ môn. 4 là thiệt môn. 5 là thân môn. 6 là ý môn. À, thì chúng ta có được 6 môn, tức là 6 cửa, là tất cả chúng sanh giới mình ha, đều có đủ 6 cửa này không? Có những cửa nhãn, cửa nhĩ, cửa tỷ, cửa thiệt, cửa thân và cửa ý. Và có 6 cửa như vậy. À, thì 6 cửa này nó là cái chính yếu của đời sống của tất cả chúng ta. À, không ai mà không có những này, chỉ trừ trường hợp mình bị kiếm khuyết như thì nó không có ha, thực sự là có đủ. Bây giờ nhãn môn là chắc khú đoà răng, nhĩ môn là sô tá đoà răng, tỷ môn là kha ná đoà răng, thiệt môn là chiêu ha đoà răng, thân môn là ca giá đoà răng, ý môn là mã nô đoà răng. À, là mình có 6 môn. À, tu hay tu thì nó nằm vòng vòng đây đó. À, mình tu là nó cũng vòng vòng thôi chứ không có chạy đâu ra khỏi mấy cái này ha. Thật ra mình cũng không có gì mà cần phải nghĩ ngợi xa xôi ngay trước mặt mình, ngay trên cái thân này của mình, chỉ có 6 môn này thôi. Thấy thấy nước bàn hay là đi địa ngục cũng tại 6 này ha. Đó là vấn đề ta cần phải thiết lập và xác định tư tưởng một cách rõ ràng như vậy. Rồi xuống dòng tâm và tâm sở khởi qua 6 môn. Tâm và tâm sở khởi qua 6 môn. Một nhãn môn chắc khu đoà răng, có chữ đó chưa, chắc khu đoà răng nhãn môn, chắc khu đoà răng. Rồi đúng rồi, chắc khu đoà răng. Chữ đoà có dấu quyền nha, có dấu gạch ngang nha. Chắc khu đoà răng. Thì nhãn là con mắt ha, là môn là cửa, nhãn môn là cửa mắt. Là cửa mắt. Thì cái để mà thâu bắt cảnh sắc thì được gọi là nhãn môn. Nhãn môn là cửa để thâu bắt cảnh sắc. Rõ ràng ha, tức là cửa bắt cảnh sắc, là chỉ có bắt cảnh sắc thôi, nhãn môn. Cửa để thâu bắt cảnh sắc. Rồi, đó là nhãn môn. Rồi, tâm. Tâm. Tâm, phải chấm. Có tâm gì quý vị? Tâm có tâm gì đây? Nhãn môn thì có tâm gì nương được đây? Hai tâm nhãn thức. Ghi vào luôn đi, bốn tâm, ghi là có 46 tâm nha, ghi tâm có 46 tâm, tâm có 46 tâm. Tâm có 46 tâm. Rồi, hai tâm nhãn thức. Ghi từ từ xuống, hai tâm nhãn thức. Rồi tiếp theo, 44 tâm dục giới là 46 tâm. Hai tâm nhận thức, 44 tâm dục giới.
Rồi, ok ha. À, bây giờ 44 tâm dục giới là những tâm nào đây quý vị ơi? 44 tâm dục giới. Mười hai bất thiện là gì nữa? Mười hai bất thiện đúng rồi đó. Và tiếp theo là gì? Tám vô nhân. Tám vô nhân là gì đâu? Kể nghe coi. Tám vô nhân. Nghe kỹ lại nha, làm kỹ nhãn môn, nhớ kỹ là nhãn môn nha. 12 bất thiện rồi tới gì nữa? Tám vô nhân là những tâm gì? Đặt rồi, kỹ lại đây. Giờ kể ra tám vô nhân trước đó nè, tám tâm vô nhân là cái gì đâu, kể ra cái đúng không? Tám tâm vô nhân là cái chi? Tám tâm vô nhân là cái chi? Hai tiếp thâu, ba quan sát. Thiếu rồi, đâu có đủ đâu, đâu có đủ tám đâu. Đủ chưa? Đủ tám chưa? Tám thôi, đủ tám thôi, hù chứ. Tám vô nhân, tại sao có tám vô nhân, còn mấy kia nó mất rồi, nó tự gì ra, tự gì ra. Tự gì ra. Từ bốn cặp gì ta, nhĩ tỷ thiệt thân xa thứ, trừ bốn đôi, trừ bốn đôi nhĩ tỷ thiệt thân đúng không? Rồi tiếp đến là gì? Dục giới có không? 24 tập dục giới có không quý vị? 24 dục giới có luôn không? Có rồi, ok, vậy là đúng ha, đủ ha, đủ số đếm là đủ chưa? Đủ 46 chưa? Đủ 46 chưa? Alo, hai tâm nhãn thức, 44 tâm dục giới cộng 24 tâm dục giới nữa, 12 cộng 24 tâm dục giới nữa, rồi ha, đủ ha, chính xác ha. Rồi ok, và như vậy nhãn môn là cái cửa để mà thu bắt cảnh sát, nó có những cái loại tâm nó đi ngang qua cửa nó được. Ví dụ cảnh sát tới thì một trong hai tâm nhãn thức nó sẽ lên để nó bắt cảnh sát. Rồi 12 tâm bất thiện cũng có thể sanh, tám vô nhân cũng có thể sanh đi theo, và tám vô nhân có thể thi theo được ha. Rồi như vậy là cộng thêm 24 tâm dục giới nữa thì chúng ta sẽ có những cái loại tâm nó đi qua nhãn môn. Được chưa? Là hai tâm nhĩ, hai tâm nhãn thức cộng 44 tâm dục giới, là ghi gọn như thế này, là 44 tâm giới là 46 tâm. Rồi ha, đúng ha. Rồi tâm sở có bao nhiêu? 12 tâm sở tự tha đúng chưa? 12 tâm sở tự tha ghi vô. Tâm sở Hồng Dung có 7. Hồng Dung có 7. Tâm sở có 52 luôn, xa thứ đầy đủ, không thiếu gì ha. Không có thiếu tâm sở nào hết. Rồi. Như vậy chúng ta có 46 tâm và 52 tâm sở.
chưa? Vậy số 2 là nhĩ môn. Hai là nhĩ môn, các bị chữ nha. Nhĩ môn, sô tát đoà răng, nhĩ môn. Tức là nhĩ môn tức là cửa để thâu mắt cảnh thinh, cửa để thâu mắt cảnh thinh, tức là âm thanh đó, cửa để thâu mắt cảnh thinh. Cửa để thâu mắt cảnh thinh. Tâm, về tâm sở nó cũng giống như cái kia ha, cũng 46 tâm, tâm sở 52, thì tâm của 46 thì nó trừ 4 cặp nhãn. Hai trừ gặp nhãn ra, trừ nhãn tỷ thiệt thân, giữ lại cái nhĩ, đúng không? Trừ nhãn tỷ thiệt thân, giữ lại cái nhĩ là 46 tâm, tâm sở 52. Được chưa? Tâm 46, tâm sở 52 cũng giống vậy ha. Gì vậy? Không, không có, không có nhất định em cái gì đó, này nói chung hết vậy ha. Rồi tới số 3 là tỷ môn. Tỷ môn kha na đoa răng. Tỷ môn kha na đoa răng. Rồi, tỷ môn là cửa để thâu bắt cảnh khí, bắt cảnh khí là cảnh có mùi có này kia ha. Tỷ môn là cái cửa để thâu bắt cảnh đó, thì là tỷ môn. Thì cũng vậy luôn, tâm có 46, tâm sở 52 cũng giống vậy ha, nhưng mà nó trừ trừ cặp nhãn thiệt thân, giữ lại cái tỷ, trừ nhãn nhĩ thiệt thân là tỷ, là tâm 46, tâm sở cũng 52 luôn, cũng giống vậy ha. Dễ quá vậy, ủi ha, có gì khó trên. Rồi, đúng rồi. Rồi, tới số 4. Chiêu tha đoa răng. À, thiệt môn. Thiệt môn. Cửa để thâu bắt cảnh vị. Cửa thâu bắt cảnh vị. Rồi, tâm cũng 46, tâm sở cũng 52. Tâm thì trừ cặp nhãn nhĩ tỷ thân, giữ lại cái thiệt, trừ nhãn nhĩ tỷ thân. Được chưa? Tầm 46, từ nhãn gì thì ta gặp sở 52 đúng rồi đó. Rồi số 5, thân môn ca giá đoa răng. Thân môn cửa để thâu bắt cảnh xúc. Cửa để thâu bắt cảnh xúc.
chữa để tao cảnh xúc phần môn. Rồi cảnh xúc là gì quý vị? Cảnh xúc là cảnh gì? Alo, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Rồi giờ tôi cảnh xúc là cảnh gì đây? Là cảnh rờ rờ, cảnh rờ rờ. Cảnh xúc là cảnh rờ rờ, cảnh DLG, cảnh DLG. Rờ cảm xúc như bệnh cười ha, như bệnh cười. Đất lửa gió xà lâu, cảnh xúc là một trong ba cái đó, đất lửa gió ha. Rồi tâm mà tâm sở nó giống vậy luôn ha, còn 4652 trừ 4 cặp nhãn nhĩ tỷ thiệt, giữ lại cái thân, giữ lại cái thân thân thích. Tâm sở 52 gì đâu, giảm đi giảm nhanh nhanh niết bàn biến mất á, niết bàn sắp tới rồi, dập cho lẹ. Tâm 46 tâm sở 52 cũng giống vậy thôi, mà giữ lại cặp thân môn thôi, giữ lại cặp thân thức thôi. Rồi, vậy là đi qua được 5 cái ha, 5 cửa. Cửa nhãn, cửa nhĩ, cửa tỷ, cửa thiệt, cửa thân, và 5 cái cửa này. 5 cái cửa mà trong cái đời sống hàng ngày mình mở mắt ra là 5 cái này bắt đầu nó mở. 5 cửa nó mở ra ha. Mở ra nó tiếp đón khách vô, nó tiếp đón khách vô. Tiếp đón khách nè, không khéo là gì vậy? Chưa chưa từ 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 hát năm mới năm môn, chờ từ 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 đừng nóng vội, giờ mình đang nói năm môn để cho câu giờ, để cho quý vị chép bài. Năm cái cửa này trong cái đời sống mình đó. Mở mắt ra cái là bắt đầu cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nó cho vô và ra, nó quần mình đó. Mình không khéo mình tiêu, mình không khéo là mình bị năm cái này nó quần mình. Bây giờ thấy cũng dễ thôi, đâu có đâu khó, tu vậy thôi đó, tu vậy có làm sao mà cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, năm cái cảnh này nương qua năm cái cửa này đó mà mình điều khiển được, mình chủ động được đó. Tức là dùng từ chuyên ngôn trong Phật học mình là yoniso manasikara, mà như lý tác ý được đó. Thoát khỏi những cái sự mà ràng buộc, sự mà trói buộc của những cái cảnh ha, làm cho mình được nhẹ nhàng thoải mái, mình thoát được những cái sự vướng mắc đó, thì mình giải thoát thôi. Các bạn dễ ở nó có gì khó không? Mắt thấy cảnh sắc mà không chấp tướng chung, không chấp tướng riêng. Tai cũng vậy, mắt cảnh thinh không chấp tướng chung, không chấp tướng riêng. Vậy thôi, đâu có gì đâu khó đâu. Mà sao mình cứ té là té xuống hoài không hiểu nổi, dễ quá sao tu hoàn được, kỳ. Rồi tới số 6 là ha, 6 ý môn. Mano đoa răng ý môn. Ý môn. Đó là y một chính là tâm hộ kiếp. Mano đòa rằng là ý môn chính là tâm hộ kiếp, để cho ý thức khởi lên thâu bắt cảnh pháp. Chính là tâm hộ kiếp để cho ý thức khởi lên thâu bắt cảnh pháp. Pháp rồi, đúng rồi, ý môn nó khác ý vật vậy đó. Ý vật là nó là sắc ý vật là nó tìm, nhưng mà ý môn là tâm nha, ý môn là tâm hậu kiếp.
là phá bằng gá đó, là cái tâm mà tục sinh là làm việc khổ kiếp luôn đó, thì đó là phải ý môn à, để nó mở đường, mở cửa cho ý thức sanh lên, để nó bắt cảnh pháp, tức là cảnh nội phần, cảnh bên trong tâm mình, trừ ra cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, những cảnh còn lại thuộc về cảnh pháp. Rồi đó là ý môn. Rồi tâm, tâm nó cho anh biết là nó có 67 tâm, đúng chưa? Tâm có 67 tâm khởi lên qua ý môn. Tâm rồi à, bất thiện có nhiều tâm quý vị, bất thiện có bao nhiêu, từ cái tâm hậu kiếp rồi bất thiện sanh lên nó có mấy tâm, 3 tâm, 4 tâm hay 5 tâm? Có 12, đúng rồi, 12 sao, 12 sao, rồi 12 tâm thiện ha, xác định ha. Rồi tới ngũ sanh thức, ngũ sanh thức có không? Ngũ sanh thức có không? Không có. Và về ngũ sanh thức nó có cái, những cái cửa riêng của nó rồi ha, ngũ sanh thức là không có qua cái này. Rồi và hai tiếp thâu có không? Không luôn, giỏi quá vậy ta, giỏi hay gì ta, sao biết hay vậy ta. Kháng ý môn có không? Kháng ý môn có không? Rồi, hai chị anh mới vô luôn. Kháng ý môn có luôn ha, xà thú kháng ý môn có, đúng rồi. Có luôn rồi. Ý môn là ý môn mà, bộ ý mà. Rồi, ba quan sát có không? Ba quan sát có không? Ba quan sát có luôn, sao biết có hay ta? Sao biết ba quan sát có hay ta? Ba quan sát làm sao có hay ta? Ba quan sát nó làm việc gì mà nó có qua ý môn ta? Na cảnh sát luôn, chính xác luôn, chính xác, trong nội tâm làm phận sự, làm cái phận sự na cảnh đồng sở duyên à, trong cái ý môn thì nó mới có mặt ở trong à, ý môn ha, tâm là có. Ưng cúng vi tiếu có không? Ưng cúng vi tiếu có luôn, xà hữu có, chính xác. Rồi 24 tâm dục giới có không? 24 dục giới tịnh hảo có luôn, đúng rồi, xà thử rồi, giỏi quá là. Rồi gì đây, tới 15 tâm sắc giới có không? Có không? Chừng nha, có 10, có 10 là có gì đây? 10 là cái gì? 10 là 5 thiện sắc giới và 5 di tác sắc giới à, khởi lên quả ý môn. Không có quả, đúng rồi, xà thử, xà thử. Rồi, vô sắc giới có 8, đúng chưa? 4 thiện vô sắc, 4 thiện vô sắc giới và 4 di tác vô sắc giới, cũng giống như vậy luôn ha. Rồi cộng siêu thế là 8 siêu thế đầy đủ, thì như vậy là mình cộng là có đủ không? Đủ cộng là đủ 67 chưa quý vị? Cộng là cái đủ 67 chưa? Thì như vậy tâm khởi lên qua ý môn, chúng ta được biết là có 12 tâm bất thiện có khả có thể khởi lên qua ý môn à, quan sát, ba quan sát, 12 tâm bất thiện nè, ba quan sát, ghi đi, 12 tâm bất thiện, ba quan sát, một kháng ý môn, một ưng cúng vi tiếu,
Mình cúng vì tiếu. Hai mươi bốn tâm dục giới tịnh hảo. Năm thiện sắc giới. Năm thiện sắc giới, năm duy tác sắc giới. Năm duy tác sắc giới. Bốn vô sắc giới, bốn thiện vô sắc giới. Bốn duy tác vô sắc giới. Và tám siêu thế. Rồi, như vậy là 67 tâm này khởi lên nương qua ý môn, tức là mở do từ ý môn, tâm từ cái tâm hộ kiếp, 67 tâm này nó khởi lên qua ý môn để nó thâu bắt cảnh pháp. Pháp thí dụ giờ mình đang chưa có đối tượng nào để mà mình nghĩ, thì lúc đó thí dụ có được một cái trong đầu mình khởi lên một cái ý gì đó, chẳng hạn như mình khởi lên một cái muốn ăn, thèm ăn tô phở, trong cái tâm mình khởi lên một cái ý, khởi lên một cái hình ảnh một tô phở, thì khởi lên vậy thì tâm bất thiện nó sanh lên, nó từ đó nó phát sanh lên, mở là phát sanh lên trong cái lỗi ý, tức là ý môn, từ ý môn nó phát sanh, thì trong đó tâm tham nó sanh, đúng chưa? Hoặc là ví dụ như chúng ta khởi lên hình ảnh thiện, như mà khởi lên mình ngồi cái mình thấy nhớ tới lúc mình đi Ấn Độ, mình thấy nhớ tới tượng ảnh Đức Phật lúc mà chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn và Đức Phật thành đạo, thì trong tâm mình khởi hình ảnh lên thì nó tâm thiện nó sanh khởi đường qua ý môn, lúc đó là cái tâm mình cảnh thuộc về cảnh pháp, thì nó đường qua ý môn. Còn những tâm thiền thì chúng ta biết là thiền là phải về lỗi ý thôi, phải qua ý môn hết, chứ không thể mà qua những cái môn kia. Thì như vậy những tâm thiền chúng ta đều hiểu, và tâm sự thế cũng vậy, phải qua lỗi ý hết, qua ý môn hết. Thì như vậy chúng ta có được 67 tâm nương qua ý môn để mà bắt cảnh pháp, cho chúng ta thấy một cách chính xác như vậy. Thì tâm là tâm sở cũng vậy thôi, sở cũng có đầy đủ 52, không thiếu gì hết ha. Rồi nên nhớ là đánh cái bông ha, qua thị đầu dòng cái là ba cái quan sát cộng tám tâm quả dục giới, thử dòng hòa thị đó ha, ba tâm quan sát và tám tâm quả thiện dục giới. Làm việc mót na cảnh đồng sở duyên thập di, na cảnh hoặc là nó kêu đồng sở duyên thập di đó, làm việc mót thì nó nương qua ý môn luôn, nó nương qua ý môn, và ba quan sát và tám tâm quả dục giới, và nó nương qua ý môn khi nó làm việc na cảnh, hoặc là nó kêu là làm việc mót na cảnh đi, cái gì na cảnh đi. Khi làm việc mót thì nó nương qua ý môn, đúng rồi đó, là ba cái từ giống nhau nha, đồng nghĩa nha, tức là có lúc ta kêu là mót, có kêu là ma cảnh, có lúc mà kêu là đồng sở duyên, có lúc kêu là thập di, là nhiều sắc cái dịch khác nhau như vậy ha. Thì trong cái trường hợp này ba tâm quan sát như là tám tâm quả dục giới này nó làm cái phần sự đó thì nó mới nương quả y môn được. Rồi bây giờ nắm được chưa, nắm được chưa cho biết đi. Alo alo. Rồi ha, ai cho có người ok, mấy người kia nó mất tiêu các bạn. Hiểu không? Hiểu chỗ cảnh pháp đó, hiểu chỗ cảnh pháp đó là những cái loại tâm nó phát sinh trong cái nương quý môn để nó bắt cảnh trong tâm mình đó, cảnh nội. Có 67 tâm bắt cảnh pháp nương quý môn.
còn cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì nương qua những cái môn kia, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân môn. Năm sở thì cũng vậy thôi, năm sở 52 đầy đủ không thiếu vậy. Có tất cả tâm mà tới 67 tâm rồi mà, thì tâm sở mình ghi chung là 52 luôn. Được chưa? Rồi không? Rồi, wow, mình học tâm và tâm sở mà phát sanh qua 6 môn. Có nó nãy gì rồi đó, một kháng y môn có mà, thiếu kháng y môn hả? Có nè, cái môn trong 67 có nè, một kháng y môn. Có ghi mà, trong Nguyễn có ghi đầy đủ mà, nói tiếp không? Kháng ngũ môn không có, kháng ngũ môn đâu có, kháng ngũ môn là qua cái kia, qua cái năm môn kia. Kháng ngũ môn là không có, kháng ngũ môn sao qua ý môn được, nó kêu là ngủ rồi sao. Kháng ý môn, đúng rồi, nó là lò ngủ rồi, ngủ rồi mình ngủ luôn, mình mới nhảy qua ý được. Quên qua Ý, qua tới bên Ý, Italy luôn. Ngủ ngay sao nó qua, đi thẳng qua tới Italy, vẫn được qua bên Ý nghe. Covid nghe, rồi trở về Việt Nam cách ly luôn. Cách ly này. Mà giờ không cho về nữa rồi. Giờ nó đóng cửa, không cho về. 8 tâm nhân nãy có ghi đâu, đủ chưa? Cứ đi coi lại coi. Tám tâm nhân đó thì hồi nãy lại nhiêu rồi, ta tính ra coi đúng không, có bị thiếu gì không? Ý giới là có ba nè, rồi hai ba quan sát là sáu, rồi gì nữa đó. Đúng chưa, coi là nghĩ chưa, cái bên trên đó, là tám tâm vô nhân á, mà nó trừ ra nhãn nhĩ, trừ ra nhĩ tỷ thiệt thân hoặc là nhãn nhĩ tỷ thân đó, ví dụ lấy cái mình trừ con cái trừ bốn đôi thức ha, thì tám trừ bốn đôi thức à. Đúng chưa, nắm được chưa? Trên lộ ngủ thì nó có kháng ý môn luôn nha, lộ ý thì không có kháng ý môn, ấy không có kháng ngũ môn, nhưng mà lộ ngủ thì có kháng ý môn. Đại kháng ý môn lúc đó làm việc xác định cảnh ha, làm việc xác định cái cảnh thì nó có qua luôn nha, lộ ngủ luôn, nhưng mà thì không có kháng ngũ môn. Bây giờ nó bây giờ có bị lộn xộn nào không? Rồi, ai nắm được không cho biết đi, cho bông qua gì lên cho biết thông qua được chưa, đi tiếp. Thiện hữu nắm được chưa? Thiện hữu nắm được chưa? Rồi ha. Rồi ha, rồi, ok, dễ ợt, có vẻ đâu khó đó, ha. Khi mà mình nói tới cái này, cái tâm mình nó diễn tiến ra liền nguyên cái lộ trình tâm liền, mình thấy rõ ràng. Giờ kia ngồi cái học cái bài này đó, cái gì học cái gì coi cái gì nhắm mắt lại để mình tưởng tượng cái tâm mình diễn tiến vậy đó à, diễn tiến như thế nào nào, qua ngũ môn rồi qua nhãn nhĩ tiệt thân là sao ha à. Nhãn nhĩ tỷ tiệt thân rồi phải sao mình nghiệm, ngồi suy nghĩ lát còn đắc liền, nhiều khi là đắc bụp 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 nổ tâm mình nổ bóp bóp bóp. Okay.
Rồi chưa, ok chưa, qua wow. Tâm nương môn và không nương, tâm nương môn và không nương. À, tức là tâm nương ở cửa và những vừa tâm không nương ở cửa ha. Rồi, phân loại có 5, 2 chấm. Phân loại có 5, 2 chấm. Xuống dòng số 1. Nhất môn các đoà đi căng nhất môn là đưa có một môn đó nhất môn môn một e cả đoạn đi căng rồi tức là tâm lương ở một môn à, chỉ có một môn ha, thứ nhất là nhất môn thì người ta cho mình biết là có 36 tâm, có 36 tâm sáu tâm và ngũ song thức, ngũ song thức ngũ song thức 18 tâm động tốc đáo đại, 18 tâm động tốc đáo đại. À, 8 tâm siêu thế, 8 tâm siêu thế. Rồi, như vậy là chúng ta biết là khi mà nói về đến một môn, nhất môn thì được biết là có 36 tâm lương qua chỉ có một môn thôi. Giờ thứ nhất là ngũ song thức, ngũ song thức là gì quý vị, rồi tại sao lương qua chỉ có một môn là sao đây, ngũ song thức tại sao lương có một môn. Ngũ song thức lương môn tương ứng, xà thú cô dùng mày giỏi quá trời, quá giỏi luôn đúng không quý vị, cô dùng nói gì đúng không quý vị, đúng không à, là gì qua một cửa của chính nó luôn, chính xác luôn ha, chính xác xà thú rồi. Như vậy là ngũ song thức nó nương qua một môn tùy theo môn của nó ha, đúng ha, chính xác ha. Rồi ví dụ như giờ nhãn thức nó nương qua nhĩ môn đúng không quý vị, nhãn thức thì nương nhĩ môn mà nhĩ thức thì nương tỷ môn ok rồi sai nói lại nhãn thức nương nhãn môn ok rồi bây giờ tiếp theo là 18 tâm động tốc đáo đại là những tâm gì đây mà tại sao nó nương có một môn thôi, 18 tâm động tốc bảo đại là những tâm nào? Alo. Gì đó đây ai? 18 tâm bảo đại là gì? Hãy
Năm thiện, năm di tác, bốn thiện vô sắc giới, bốn di tác vô sắc giới, đúng rồi. Xa thú như vậy là mình có 18 tâm động tốc thuộc về đá đại, nương qua một môn. Tại sao nó nương qua một môn? Alo. Nương qua nhãn môn, đúng không? Tại vì nó nhìn đề mục, nó nương qua nhãn môn. Nương qua casino nhãn môn. Gì? Ý môn, nương qua ý môn. Bộ ý xà thú, nương qua ý môn. 18 tâm động tác đáo đại, nương qua ý môn. Này qua sư môn luôn. Rồi, tám tâm siêu thế. Tại sao nương một môn? Cũng vậy luôn, và nương qua ý môn để bắt cảnh với bàn. Rồi ok, xà thủ à, giỏi quá trời. Còn nhận lớp này dữ dằn, là lớp này mốt là tương lai là đi truyền bá giáo pháp được rồi ha. Nắm chính xác là đi được đó, ráng luyện đi là đi truyền bá. Rồi à, là nhất môn là đương một môn thì chúng ta có được 36 tâm cũng sân thức, 18 tâm động tác đại và 8 tâm siêu thế, à, là 36. Tính gọn ha, tính 8 siêu thế đi nha. Rồi rồi số 2, số nãy số 1, bây giờ tới số 2, ngũ môn. Nãy là nhất môn, giờ tới ngũ môn. Hai, ngũ môn. Bành cho đoà đi căng, ngũ môn. Rồi ngũ môn này á, tức là người ta cho mình biết là có những loại tâm mình nương qua được cả năm môn luôn, à nó có thể nương qua được năm môn luôn. Đối với vậy là tâm nào đây? Đối với vậy tâm nào có khả năng nương qua được năm môn? Ba ý giới, ba ý giới, ba ý giới, chính xác ha. Ý giới Hồng Dung cũng đúng rồi. Ý giới, ba ý giới là nương qua được năm môn, tức là một hai tiếp thâu với một kháng ngũ môn, tức là kêu là ba ý giới, à, mình ghi ra không? Hai tiếp thâu một kháng ngũ môn thì nó nương được cả năm môn. Bởi vì thí dụ như cảnh sắc nó đến với là nhãn môn, à, đến với cái con mắt á, thì trước tiên là kháng ngũ môn nó sanh lên trước. À, để nó cái ngũ môn này để nó cửa nhãn á, à, để nó qua cửa nhãn, hoặc là âm thanh thì nó vô nhĩ môn thì kháng ngũ môn cũng lên luôn, à, thì như vậy cái kháng ngũ môn này nó có khả năng một mình nó là nó có thể đi được năm cửa luôn, à, cửa nhãn, cửa nhĩ, cửa tỷ, cửa thiệt, cửa thân, và đi qua được hết luôn. À, rồi hai tiếp thâu cũng vậy, nó cũng tiếp thâu cảnh từ năm cửa đó được hết, cảnh sắc cũng được, cảnh thinh cũng được, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc cũng được hết. Thì như vậy ba ý giới này, ba cái tâm này nó có khả năng qua được cả năm môn luôn, à, còn những tâm khác thì khác ha. Rồi như vậy là ngũ môn thức tâm, ngũ môn là banh cho đoa lý căn là có ba tâm là ba ý giới, ba ý giới. Rồi ha, nắm được ha, dễ quá ha, vậy ha. Học cái này mình hiểu từ mới học tới cái lộ trình tâm, cái mình hiểu nó dễ dàng lắm ha. Được chưa? Rồi qua ha. Rồi tới số 3 là lục môn.
cha đoà lý căn, à, cha là sáu á, cha đoà lý căn lục môn. À, tức là những loại tâm nào có thể qua được cả sáu môn luôn, à, qua được cả sáu môn luôn. Bây giờ 12 tâm bất thiện qua được sáu môn có gì? Qua nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn không? Qua được không? Ok, 12 tâm bất thiện qua được luôn không? 12 tâm bất thiện qua được luôn. Ghi xuống 12 tâm bất thiện trước đã. Rồi. Một rồi tới quan, nãy hai cái quan sát tiếp theo, quan sát kia là qua năm môn rồi không, rồi giờ tới quan sát hỷ, qua được ý môn, qua được sáu môn không? Quan sát hỷ qua được không? Quan sát hỷ qua luôn, đúng rồi, chính xác, à, quan sát hỷ qua được luôn, à, ngũ môn cũng được mà ý môn cũng được luôn. Rồi, à, còn những cái còn lại là gì? Kháng ý môn, kháng ý môn được không? Kháng ý môn, các thầy kháng ý môn, ok luôn ha, ok luôn rồi, xả thú có luôn ha, dễ ở không có gì đâu khó. Rồi ưng cúng vi tiếu được không? Ưng cúng vi tiếu được không? Ưng cúng vi tiếu, ok rồi, xả thú ưng cúng vi tiếu được luôn ha. Rồi tám thiện dục giới tịnh hảo được không? Tám thiện dục giới tịnh hảo được luôn ha, ok, tám thiện dục giới tịnh hảo được. Tám quả dục giới tịnh hảo được quý vị, tám quả dục giới tịnh hảo được không? No, no, tám quả thì không được nha, tám quả lát nó tính sao nha. Vậy là tám di tác dục giới tịnh hảo qua sáu môn không? Tám di tác dựng giới tịnh hảo qua luôn nhé, qua luôn nhé. Tám tâm di tác bậc a la hán dẫn qua cửa mắt cửa tai, dẫn mắt thấy tai nghe mũi ngửi nữa, đủ hết đó. Qua đủ cả sáu môn luôn. Vậy là chúng ta có được 31 tâm qua được sáu môn luôn, à, nó có thể đi được cả sáu môn, môn nào nó cũng xuất hiện được hết á. Và 12 bất thiện, 1 quan sát hỷ, 1 quan sát hỷ, 1 kháng nghi môn, 1 ưng cúng quy tiếu, 8 thiện dục giới, 8 di tác dục giới. Rồi ghi lại, gom lại cái đi. Mà chưa rồi ha, rồi lại giờ là 31 tâm đi qua sáu môn, đi qua cả sáu cửa luôn, à, tức là những cái tâm bất thiện nó cũng có thể qua được cả sáu cửa, à, quan sát hỷ cũng qua được, kháng nghi môn cũng được, ưng cúng vi tiếu cũng được, tám thiện dục giới cũng được, tám di tác dục giới cũng qua được cả sáu môn luôn, à, tức là đây cho tôi biết là những loại tâm này nó có thể đi qua cả sáu môn, không chừa môn nào hết, à, rồi ha, nắm được không? Nắm không? Alo cho biết đi, nắm được cho cái bông hoa gì là anh coi. Rồi tới số 4 là lục môn và không môn, à, lục và không môn. Môn và không môn. Đoà ra quý bút ta nê hoa. Lục môn và không môn. Môn và không môn. Rồi, như
vậy cái tâm, những cái loại tâm mà nó có thể qua được cả sáu môn và nó không qua môn nào luôn, nó độc đáo ở chỗ nào, tức là qua sáu môn cũng được mà nó cũng không có môn nào luôn. Đây là cho chúng ta cái sự đặc biệt của nó ha. Thì như vậy cho biết là có 10 tâm, có 10 tâm. Rồi, chúng dòng là hai tâm quan sát thọ xả. Hai tâm quan sát thọ xả. Hai tâm quan sát thọ xả. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Rồi, như vậy mình có 10 tâm, nó có khả năng nó qua cả 6 môn và nó cũng không qua môn nào hết. Lý do tại sao? Bây giờ mình lấy xuống hai tâm quan sát thọ xả, tại sao nó qua được 6 môn và nó không qua môn nào? Bởi vì khi mà hai tâm quan sát thọ xả này đó, nó làm cái phận sự quan sát đó, làm sự phận sự quan sát cảnh đó, thì nó qua được 5 môn, đúng không vậy? Quan sát cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vị xúc thì vô trong nó tiếp thâu là quan sát, nó qua được 5 môn. Nhưng mà khi nó làm thêm phận sự là thập di hay là mót đó, thì nó có thể đường cả 6 môn luôn. Tức là cảnh rất lớn thì nó có thể đường cả 6 môn. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, và cảnh lớn thì nó có làm việc thập di, làm việc mót thì nó đường cả 6 môn luôn. Thì như vậy hai cái tâm quan sát này nó có thể nương cả sáu môn khi nó làm việc quan sát thập di. Thì giờ mình ghi note cái ra để mình nắm nha. Hai tâm quan sát thọ xả khi nó làm việc quan sát thập di thì nó nương cả sáu môn. Ghi note ra cái. Thì nương cả sáu môn rồi, nhưng khi làm việc tục sinh hồi kiếp và tử, nhưng khi làm việc tục sinh hồi kiếp và tử thì không nương môn nào cả, thì không nương môn nào cả, bởi vì chính nó là môn. Là khi những khi làm việc tục sinh hậu kiếp và tử thì không nương theo môn nào cả, bởi vì chính nó là môn. Bởi vì sao? Bởi tâm tục sinh khi làm cái tâm quan sát làm cái phận sự tục sinh đó, tử tục sinh là tâm quan sát và xả quả bất thiện hay quả thiện gì đó, thì cái tâm của nó làm phận sự tục sinh. Rồi nó hậu kiếp thì chính cái tâm tục sinh lậu kiếp này nó làm phận sự, coi như chính nó là cửa mở đường cho cái lỗi phát sanh. Thì tục sinh lậu kiếp tử chính nó là môn, thành ra nó không nương môn nào hết. Đúng chưa? Quý vị nắm được ý này mà, nắm được ý này thật rõ không? Alo. Cho nên hai cái tâm quan sát nương sáu môn và không nương môn nào là lý do là gì vậy? Được chưa? Rồi làm lại ha, làm lại ha. Rồi hai cái tâm quan sát nữa đó. Vì sao nó không nương môn nào? Bởi vì nó làm phận sự là tục sinh, hậu kiếp và tử. Thì như chúng ta biết, tục sinh tâm nào là hậu kiếp tâm đó, và hậu kiếp tâm đó. Thì cái tâm hậu kiếp, chính cái tâm hậu kiếp này nó là cái cửa. Nó là cái cửa để mở đường cho cái lỗi môn phát sanh.
cho cái tâm phát triển, tâm khác phát sanh, thì hộ kiếp này chính nó là môn, hộ kiếp là môn, cho nên nó không có nương bất cứ, nó không pha, không có nương môn nào hết, nó không nương bất kỳ môn nào hết. Thì như vậy cái tâm quan sát, hai cái tâm quan sát này chính nó là môn, nên nó không nương môn nào. Còn nếu mà là nó làm ở cái phận sự mà quan sát rình rập quan sát hoặc là làm việc mà hưởng cảnh thoát cảnh thì nó nương cả sáu môn luôn. Nương cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, và sắc thinh vị xúc pháp là nó có luôn, nó nương luôn cả sáu môn khi nó làm phận sự là quan sát hoặc là thập di, thì nó nương cả sáu môn. Nhưng khi nó làm phận sự tục sinh hoặc kiếp tử thì nó không nương môn nào, bởi vì chính nó là môn. Đứng trên vị trí công tác, công tác của nó giống như bây giờ Hà làm phận sự là giống như là người quan sát, đi quan sát, đi quan sát cảnh cảnh này cảnh kia, thì lúc đó là mình có thể quan sát cả sáu cửa luôn, người ra người vô, cảnh sắc cảnh gì đó, người này quan sát cả sáu cửa, thì mình có thể biết nương qua được cả sáu cửa luôn. Nhưng mà khi mình trở vô trong mình làm, mình là chính cái cánh cửa rồi, chính ngay cửa rồi, thì mình không có nương môn nào nữa. Mình là cửa rồi thì sao mình nương được? Mình là cái chính ha. Rồi nắm được chưa? Được chưa ha? Ok, thông qua được không? Thông không. Thì quan sát đưa qua năm môn, thì khi nó làm việc phân xác nhưng mà thêm cái thập di nữa. Nếu mà nó làm thập di luôn thì ta nói chung là tâm quan sát, nó làm quan sát, nếu mà làm quan sát thì nó năm môn, nhưng mà khi nó làm thập di nữa thì nó nương thêm môn nữa, là ý môn nữa, là ra sáu môn, thì tâm quan sát này nó có thể nương theo sáu môn. Nếu nó làm ở việc quan sát bình thường thì nó nương qua năm môn, nhưng mà nếu nó làm thêm cái phận sự là đi móc cảnh thì nó nương cả sáu môn luôn. Đúng chưa? Nắm được chưa? Sáu môn rồi ha, được chưa? Rồi xong cái lục môn và không môn rồi ha, là hai tâm quan sát ha. Rồi tới tám tâm quả dục giới tịnh hảo nè. Tại sao nó sáu môn và nó không môn nào? Tám tâm quả dục giới tịnh hảo, nãy là mình mới có hai tâm quan sát rồi gì? Đúng rồi, khi làm việc móc nó có thể là nương qua ý môn được nữa, vừa cả là năm môn và cả ý môn luôn, thì nó nương được luôn, thì nương được cả sáu môn luôn, lộ ngủ và lộ ý luôn, tức là làm việc móc thì nó có thể nương cả lộ ngủ lẫn lộ ý luôn. Rồi bây giờ tới tám tâm quả dục giới tịnh hảo mà cũng nương sáu môn và không môn thì cũng vậy, thì tám tâm quả dục giới tịnh hảo này khi nó làm việc mà mót thì nó nương cả sáu môn. Tâm tám tâm quả dục giới tịnh hảo khi nó làm việc mót, làm việc mót, việc na cảnh thì nó nương cả sáu môn luôn. Còn khi nó làm việc tục sinh hoặc kiếp tử thì nó cũng không có nương môn nào hết, bởi chính nó là môn. Rồi cái tám tâm quả dục giới là gì vậy? Tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Tại sao nó nương sáu môn và không môn? Thì lý do là tám tâm quả dục giới tịnh hảo khi làm việc mót thì nương cả sáu môn, còn khi làm việc tục sinh hoặc kiếp tử thì chẳng nương môn nào cả, bởi vì chính nó là môn. Được chưa? Tức là 10 cái tâm này nó có thể nương cả sáu môn và nó có thể không nương môn nào. Cái khả năng của nó là làm nhiều thứ vậy đó, nó có thể nương cả sáu môn và không môn. Cho nên ta thấy là có 10 loại tâm đó là cả sáu môn và không môn. Hiểu được không? Hiểu được. Còn nắm được cái gì? Rồi một cái chót số 5 là vô môn. Vô môn,
vô một đoa ra quý mút ta nề quả vô một, tức là không có môn nào hết. Đấy, chữ vô môn thì tôi nhớ bên Cali có cái nhà nó cải cải tự cải cải gì à, thì tôi kêu là nhà biến thành cái chùa đó. Cải gì bên này, cải gia, cải những gì đó, cải gia thành tự nó, cải gia thành tự là biến cái nhà thành cái chùa. À, thì kêu là vô môn, có chùa bên đó là kêu là, vô môn cải gia quy tự, quy tự là cái chùa đó là vô môn cái gì đó, vô môn tự, vô môn thiền tự gì đó, vô môn tự là mình lì nhỏ xíu à, cũng đẹp lắm, nhà dễ thương lắm. Rồi như vậy là cái thứ năm là mình học về vô môn, tức là không có môn nào ha, thì cho biết là có chính tâm, chính tâm chính tâm tức là chính tâm quả đáo đại là vô môn, chính tâm quả đáo đại là vô môn. Đã đại là vô môn. Tại sao là vô môn quý vị? Alo, alo. Tại sao là vô môn? Xà thú do đó chỉ làm được phận sự là tục sinh rồi hộ kiếp tử, chính nó là môn nên nó không có nương môn nào hết á. Do vậy tâm quả đáo đại là tâm làm việc tái tục, rồi hộ kiếp và tử luôn, thì như vậy nó chẳng nương môn nào, và bởi vì chính bản thân nó là môn. Rồi ghi luôn cái câu này, ghi ra cái phần đó đi. Rồi xa thử ha, và là chính xác là hôm nay chúng ta học được 6 môn, rồi học được những cái cách nương qua một môn, 5 môn, rồi 6 môn, không môn và vô môn. Chúng ta học được những cái phương cách đó, mình hiểu được cách chính xác rõ ràng ha. Rồi, đó là những cái phương thức mà để chúng ta nắm được cái sự diễn tiến của cái tư tưởng của mình, nó đi qua cửa mắt, cửa tai, cửa lưỡi, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân và cửa ý, đi qua năm qua sáu cửa đó là như vậy. Sự diễn tiến đó là nằm trọn trọn vẹn trong cái thân này của mình, đều có đầy đủ ha, không thiếu gì hết. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong được cái bài môn rồi, mà hôm nay mình đi rất là tuyệt vời ha, rất là xa thú. Rồi, hôm qua với mai học được 2 bài, bài gì đó, quên rồi, 14 sự, 14 sự đó mà sự như là môn. Rồi rồi, do cái phước báo mà hôm nay chúng ta học được, và nguyện cầu cho tất cả chúng ta đừng rơi vào 4 đường ác đạo, mà luôn được sanh làm người trời, và sớm được thành tựu chánh trí, chứng đạt chứng đắc và quả niết bàn, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Dạ, và xin gửi mic lại cho rồi. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Và dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh để giảng dạy bài học về môn cho chúng con của ngày hôm nay. Và dạ, nguyên như xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Và dạ, nguyên như con xin dâng mic lại cho sư Tâm ạ. Dạ, mô Phật, thay mặt lớp học thành kính tri ân thầy kinh rất nhiều. Dạ. Yeah. Thầy đã từ bi hoan hỷ giảng giải vi diệu pháp. Sư sinh thay mặt chư tôn đức tăng phước chúc cho đạo tràng. Bawa tu sap pa mang ga lang rak han tu sap pa de wa ta sap pa buddha nu va we na sa da so ti pa wan tu te. Bawa tu sap pa mang ga lang rak han tu sap pa de wa ta sap pa dhamma nu va we na sa da so ti pa wan tu te.
tu sắp ba mang ga lang rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba sang ga nu ba về na sa đà so ti hoa quan tu tè tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhà oai đức của chư Phật, gia nhà oai đức của giáo pháp, gia nhà oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời quý vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng phước báo cho đến chư thiên ạ. Dạ đề quá ta sanh ti huy hà ra hoa si ni thủ bê khá rê bồ thi khá rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đa lê. Thế ra cha mắn cha na hoa ca cha thân ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sa wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang ko ho tu sa mak go wa an tha ya cha hi ta ya cha am hệ răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam pa huê đệ tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta yu y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta yu y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta yu y đằng quá tám nề buồn nhằn à sa quắc khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngay nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin trân trọng kính mời quý vị trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối thứ hai, cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Ta lại được nghe những bài học rất là hay về ngạ quỷ sự của sư Pháp Thanh. Nhà Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ có một chuyện nữa là nếu mà quý vị muốn trở vào học với thầy Kinh lại thì thầy Kinh sẽ có một lớp vi diệu pháp cơ bản buổi sáng chủ nhật nha quý vị. Ở bên Mỹ là từ 9 giờ cho tới 11 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Còn ở Việt Nam sẽ là tối chủ nhật từ 8 cho tới 10 giờ ở bên Việt Nam. Dạ Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.